Hola xin chào. Ngày hôm nay sẽ là một video hơi khác một chút. Hãy cùng mình làm một chiếc bánh gato hoa kem tươi nhé. Đầu tiên là mình sẽ sử dụng một chiếc cốt bánh vị vani size 16. Với size bánh này thì có thể sử dụng cho 6 đến 8 người ăn, khá là vừa vặn. Đầu tiên thì chúng mình chia cốt bánh này ra làm 3 phần để có thể cho kem và nhân mứt vào giữa. Đế bánh trắng mình sử dụng ở bên dưới là loại size 26cm. Ở phía trên là hộp kính bằng nhựa trong, trông rất là đẹp và có thể khoe được toàn bộ phần hoa trang trí ở bên trong. Loại mứt hôm nay mình sử dụng là mứt blueberry. Đây là loại mứt mà mình cảm thấy rất là thơm và ngon, không bị quá ngọt và mùi hương cũng rất là dễ chịu. Đầu tiên thì mình sẽ phủ một lớp kem trắng cho toàn bộ bánh, sau đó là một lớp kem màu hồng ở phía bên ngoài. Hiện tại thì đa phần là mọi người không thích ăn những cái chiếc bánh mà quá nhiều màu, thế nên là mình sẽ chọn phương pháp là phủ màu hồng ở phía bên ngoài nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ sẽ đến phần bắt hoa nhé. Đầu tiên thì mình sẽ bắt những cái bông hoa nhỏ trước, gần như là kiểu để quen tay ấy. Thế sau đó thì mình sẽ làm đến những bông lớn dần hơn. Tông bánh của mình ngày hôm nay là màu hồng pastel. Ngoài ra thì mình cũng có chọn một số màu đi kèm, ví dụ như là vàng gà con hay là một số những cái bông đỏ đậm để làm cho chiếc bánh sinh động và rực rỡ bắt mắt hơn. Bông hoa nằm 5 cánh này thì cũng khá là dễ bắt, các bạn có thể bắt thành 2 lớp hoặc là nhiều lớp hơn một chút để cánh hoa được dày dặn. Ở phần giữa thì mình sẽ làm những cái nhụy nổi ở bên trên để cho bông hoa được nổi bật hơn. Ở bông thứ hai này thì mình sẽ chọn cách là hơi chách đầu đuôi một chút để cho cánh hoa được cong lên, bông hoa nổi hơn. Tiếp theo là một bông hoa cúc nhiều cánh, hai tầng. Thường những bông hoa điểm thì mình sẽ chọn những cái màu nhạt thôi, ví dụ như là vàng nhạt, hồng nhạt hay là trắng, pha với một chút hồng hay một chút vàng để làm những cái điểm hoặc là những cái cụm nhỏ nằm ở bên cạnh những bông hoa to, để lát nữa khi mà mình đặt lên bánh ý, thì trông bánh nó sẽ dễ thương, cũng như là sẽ giúp mình khắc phục được khá nhiều những cái nhược điểm ở trên bánh. Tiếp theo thì sẽ là một bông hoa to hơn. Mình rất thích làm những chiếc bánh hoa kem như thế này. Đầu tiên là mình học mà làm bằng hoa kem bơ. Về sau thì mình học thêm về hoa kem tươi. Để gọi về độ đẹp thì đương nhiên là hoa kem bơ thì cánh hoa rất là trong, chắc, dẻo cũng như là độ mỏng manh. Tuy nhiên sau một thời gian gắn bó với hoa kem tươi thì mình thấy là mỗi một loại kem thì sẽ có những cái vẻ đẹp riêng, và để chinh phục được những cái loại kem này tất nhiên là đòi hỏi cả một quá trình rất là dài để hiểu được về cái nguyên liệu của mình đang làm như thế nào. Đây là lần đầu tiên mình quay full một cái clip mà mình bắt hoa, và cũng chỉ quay một mình thôi nên là có những cái góc quay mình bị chạch tay ra ngoài ấy, không được trọn vẹn cái cách bắt hoa cho lắm. Nên là mong các bạn thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng khắc phục hơn ở những video clip sau. Bây giờ mình sẽ bắt một bông hoa màu đậm hơn. Thường những bông đậm này thì mình sẽ chỉ bắt những loại nụ nhỏ nhỏ hoặc là bông hoa hé nở thôi, bởi vì tông chính của chiếc bánh là màu hồng nhạt. Để pha được ra màu đỏ đậm như thế này thì tốn khá là nhiều màu.
thì mình sử dụng là màu đỏ, màu xanh dương, một chút nâu, một chút hồng, raspberry và tất nhiên là phải rất là nhiều màu đỏ thì mới lên được màu như thế này. Thêm một vài bông có nhụy. Những cái bông hoa có nhụy như thế này, khi mà các bạn xếp đan xen vào nhau thì sẽ làm cho chiếc bánh của mình trông sinh động hơn rất là nhiều và trông bông hoa nó rất là thật ý. Trong quá trình bắt hoa thì mình sẽ thường là mix giữa các dáng, dáng hoa nằm, dáng hoa cao, để khi mà xếp vào nhau thì sẽ có những cái độ cao thấp khác nhau. Với chiếc bánh này thì mình sẽ làm hai cụm hoa, một cụm nửa vầng trăng ở phía bên trên mặt bánh và một cụm phía bên dưới đế bánh nữa, nên là mình sẽ bắt chủ yếu là hai bông hoa chính màu hồng loang là tông chính của bánh, khoảng 4 đến 5 bông màu đỏ để điểm ở hai nơi và những cái bông màu nhạt hơn để làm những cái bông điểm xung quanh. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang làm những tiếp những cái bông phụ. Đây là một bông cẩm tú cầu màu hồng phớt, điểm nhụy màu xanh, trông cũng rất là xinh. Các bạn có thể điểm nhụy xanh hoặc là nhụy vàng nhạt hoặc nhụy trắng, trông rất là đáng yêu. Khi cho kem vào trong túi bóp thì thường là mình sẽ cho một nửa túi là màu đậm, một nửa túi là màu nhạt. Những cái màu mà mình xác định sẵn trong đầu là mình sẽ loang vào với nhau thì mình sẽ để kem như vậy. Tùy theo từng bông thì mình sẽ xoay đầu đuôi ấy. Ví dụ như là bông này thì mình muốn là đầu cánh nó màu nhạt thì mình sẽ xoay cái đầu đuôi nhỏ sang cái phần nhạt. Còn đến những bông sau thì mình muốn là phía bên ngoài của nó sẽ đậm thì mình sẽ xoay ngược đầu đuôi lại. Đấy cũng là một cách mà làm cho cái bánh của mình vừa có một cái tổng thể nó hài hòa, đồng nhất, là sinh động, có bông đậm, bông nhạt, chỗ loang màu, chỗ màu tự nhiên. Bây giờ thì sẽ làm đến những cái bông chính màu hồng loang với cả trắng kem. Bông này thì mình sẽ làm là những cái cánh bên trong thì là phần đầu cánh sẽ là màu đậm, đến những cánh bên ngoài thì mình sẽ xoay ngược đầu đuôi lại để cho cái đầu cánh nó thành màu trắng, loang ra để cho cái cánh nó mềm hơn. Đây là lúc mà mình đang xoay đầu đuôi này.
Ta-da, xong rồi đây. Tiếp theo mình sẽ làm một bông nữa, tông màu ngược lại, là bên trong nhạt, bên ngoài đậm hơn. Sau đó mình sẽ dựa vào bánh cụ thể để chọn xem là đặt bông nào ở vị trí nào thì đẹp hơn. Sau khi bắt các cái cánh xong thì thường mình sẽ ngắm lại một chút để xem góc nào còn thiếu thì mình sẽ thêm cánh vào. Thêm một vài bông nhỏ màu nhạt nữa để trung hòa lên chiếc bánh. Bây giờ sẽ đến công đoạn là mình deco lên bánh nhé. Bóp kem làm thành một cái phần đế để đỡ cho hoa của mình được nổi lên trên. Với những bạn mà mới bắt hoa thì trong quá trình mình đi học cũng thế, các cô giáo thường bảo là trừ bông nào quá xấu thì hẵng vứt đi, còn lại những bông nào mà cảm thấy là cũng được đấy nhỉ thì đừng có vội vứt đi, mà bạn cứ để xuống dưới khay đi, bởi vì chắc chắn trong quá trình đặt vào thì có những bông nhìn thật sự là nó cũng không được đẹp lắm đâu, nhưng mà khi xếp vào trong cả một cái bánh thì trông nó lại rất là hợp lý. Hoặc là có những bông mà mình chót làm hỏng một cái góc nào đấy chẳng hạn, thì mình có thể xoay cái phần hỏng đấy vào phía bên trong và đặt hoa khác ở bên cạnh vào, cũng là một cách để mình chữa cháy nếu như quá tiếc cái bông hoa đấy. Cách đặt hoa của mình thì thường là mình sẽ lựa chọn 1 đến 2 bông phụ ở phía đằng sau trước, sau đấy thì mình sẽ đặt luôn bông chính để mình xác định được khoảng cách còn lại của những bông hoa và cái màu hoa mà mình sẽ đặt. Sau đấy những cái góc còn lại thì mình sẽ bổ sung bằng những cái bông điểm nhỏ hoặc là lá hoặc là nụ để cho cái bó hoa của mình được đầy hơn. Vậy là xong công đoạn đặt hoa, bây giờ sẽ vệ sinh phần đế, thêm một chút những cái nhụy còn sót lại mà lúc nãy mình chưa làm. Có một vài những bông thì mình sẽ làm luôn nhụy, còn một số những cái bông nhỏ khác thì mình sẽ để lại để xem là sau khi hoàn thành xong chiếc bánh thì phần nhụy đó nên là màu gì để trung hòa lại màu của tổng thể chiếc bánh. Bây giờ thì sẽ thêm một vài những cái cành nhỏ ở phía bên dưới, thêm một chút lá. Bây giờ sẽ đến điểm quả. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở hai góc của chùm cành này có thêm một chút quả đỏ vào, trông nó cũng rất là sinh động và rực rỡ. Ok, bây giờ sẽ đến phần trang trí một số những hạt ngọc trai để cho chiếc bánh thêm xinh xắn. Ta-da! Vậy là đã xong rồi đây. Bây giờ thì cùng mình ngắm lại chiếc bánh này nhé. Mình rất là thích làm những chiếc bánh kem bằng hoa như thế này. Mỗi một lần bắt tay vào thì mình sẽ có những cái cảm hứng khác nhau, dung cảm khác nhau đối với người đặt bánh cũng như là đối với câu chuyện của chiếc bánh đó. Chính vì thế cho nên mình rất là thích làm những chiếc bánh hoa như thế này. Ở video này thì mình nói khá là nhiều, không liên quan gì đến kỹ thuật hay là những cái cách làm bánh, nhưng mà mình hy vọng là có thể chia sẻ tâm sự với các bạn về những cái trải nghiệm của mình khi mà thực hiện một chiếc bánh kem hoa. Hy vọng là các bạn cũng sẽ thích chiếc bánh này như mình nhé.
Và nếu bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment ở phía bên dưới, mình sẽ trả lời ngay khi có thể nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.